nó chóng mặt dữ gì. Thám ơi Thám. Thám ơi. Dạ. Em chùi nhà vệ sinh kiểu gì mà dơ hề vậy hả? Dạ. Còn dơ hả chị? Còn gì nữa, vô mà coi kìa. Để chút em làm lại, tự nhiên em mệt quá. Mệt. Ủa? Sao tự nhiên mặt tái nhợt vậy? Em có sao không? Không biết nữa, tự nhiên cái nhức đầu chóng mặt. Muốn ơi. Trời. Con ăn uống kiểu gì vậy trời? Chị. Đây em làm cho việc của em mà. Được rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi. Nếu mà thấy mệt quá thì chị đưa em đi bác sĩ khám nha. Dạ thôi không sao đâu chị, không sao. Nào giờ đâu có bệnh đâu. Sao hôm nay bệnh dữ vậy không biết. Em có ăn uống gì lạ không? Có ăn uống gì bậy bạ đâu. Trời ơi, ổn vậy? Cái bầu chứ đâu. Cái gì bầu? Trời ơi, đang mệt mà chị cứ hỏi sang sảng hoài. Chị hỏi chồng chị đi. Nó ói. Tính khí thay đổi thất thường. Mệt mỏi. Rồi nó còn nói là nó bầu. Thách thức mình hỏi chồng mình. Có khi nào nó, chồng mình, hai người. Ủa? Ồ. Ghẻ của tôi. Ủa? Anh mới đi. Ủa đang ở nhà bình thường sao tự nhiên em dọn đồ quần áo rồi em đi bộ vậy hả? Em đi đâu vậy? Sao? Bây giờ em giận anh nữa đúng không? Em giận chuyện gì em nói thử anh nghe coi hả? Em soạn sẵn hết đồ cho anh rồi đó. Anh ra khỏi nhà em đi. Cái gì? Em soạn sẵn hết đồ cho anh rồi hả? Đúng rồi đó. Ở trong nhà này anh có làm vật ý em cái gì đâu. Anh lo lắng, anh chăm sóc cho em đầy đủ. Với lại mấy bữa nay là ngày nào anh cũng ngoan ngoãn á. Tự nhiên em đuổi anh đi là sao vậy? Cái gì? Anh ngoan ngoãn hả? Anh nghe ra chuyện tày đình như vậy mà anh còn nói anh ngoan hả? Anh nói vậy anh không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hả? Hay là em giận anh cái vụ mà quỷ đen đúng không? Không phải, thật sự cái đó là anh không có cố ý là anh giấu em tiền bạc gì hết. Tại vì anh thương em cho nên là anh muốn tạo cho em cái sự bất ngờ. Anh đi làm vất vả anh để dành tiền. Để cuối tháng anh dẫn em đi du lịch. Nhân cái ngày... Kỷ niệm ngày cưới chứ gì? Không, cái ngày cái tour nó cứ mãi thôi. Tại vì nó anh không phải tức. Bây giờ em có cái gì thì em nói đi chứ em cứ vậy hoài với anh sao được. Anh còn giả bộ là anh không biết nữa hả? Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Ủa? Em nói thiệt với anh á, giấy không bọc được lửa đâu. Hai người gây ra chuyện tày đình như vậy, hậu quả rành rành đó đó. Anh còn giấu em nữa. Anh tưởng em ngu sao? Ngu cái gì, anh có giấu, anh có bọc lửa, bọc cái gì đâu. Em nói cái gì kỳ vậy hả? Ủa trời ơi. Anh chị chủ, làm gì cãi lộn như vậy? Tuốt khí hồ bơi còn nghe luôn kìa. Thắm, em dạ. Xuất hiện đúng lúc lắm. Ba mặt một lời luôn đi. Chị không còn gì để mất nữa hết á. Ủa là sao gì vậy anh chị? Anh nói sự thật ra đi. Sự thật gì? Sự thật giữa anh với lại Thắm đó. Ủa là sao chuyện của hai vợ chồng chị lôi em vô là sao? Đúng rồi, anh với Thắm có liên quan gì tới nhau đâu. Ủa dạ. Gì vậy? Đau. Bị gì? Mới chích ngừa. Chết ôi trời. Chỗ gì không có coi gì trơn nên là đỏ luôn rồi nè. Trời, chích người mà lan rộng như chích chó vậy hả? Ôi nó đỏ. Thôi đi. Hai người đừng đấu hài với tôi hả? Em nói thiệt đi. Cái thai trong bụng của em là của ai? Hả? Em có thai hả? Ủa em có thai nào sao em không biết ta? Em không biết. Mà anh biết, không lẽ cái thai này là của anh hả? Cái thai này là của anh. Đâu cái chuyện gì đâu, em nói cái gì mà qua lan man anh không hiểu gì hết trơn á. Dạ, nó có giấu gì đâu chị. Nói cái gì nữa vậy, có cái gì thì em nói đi chứ em cứ vậy hoài sao biết được. Nếu như hai người muốn tới với nhau á, nói với tôi một tiếng, tôi tác hợp cho hai người. Chứ có ngăn cấm gì đâu chứ. Không muốn không? Không muốn không? Đi chích nữa không? Chích nữa không? Chích nữa không? Dạ. Cô chủ đang như chị con cứ giỡn cái chuyện này gì kỳ vậy? Tao mệt quá nè. Tôi nói thẳng luôn nè. Nói là đi. Giải quyết coi đi đâu làm cái gì để cô chủ hiểu lầm kìa. Thì đó. Cách đây 2 ngày là
đi thôi chứ chưa có kịp chơi. Sao không chơi đi, vòng về làm cái gì? Quên khóa cổ vòng về, sợ sợ anh chị la. Chứ trời, em con gái chính duyên mà em ăn chơi bậy bạ đâu có bầu. Vậy chứ tại sao hồi sáng em nói với chị á là em có bầu rồi, em ói rồi, bầu là thai chứ gì nữa? Ừ. Trời chị, mốt chị nghe lộn làm ơn chị hỏi lại giùm em cái. Em nói bầu là em ăn trúng trái bầu, nó bị ngộ độc thực phẩm chứ có bầu hồi nào. Nhưng mà cái lúc mà chị hỏi lại em á thì em nói gì hỏi chồng chị mà. Thì tại chồng chị đó, chồng chị kêu em luộc cái bầu cho ông ăn, rồi ông ăn không hết, mình em thồn cho ông em hết nè chứ gì. Sao tự nhiên bệnh em thích ăn bầu vậy? Không có, tại ngày hôm qua đó xịt kiến, con kiến nó chết cái thấy tội quá tự nhiên thèm ăn chay. Nè đàng hoàng nha. Sao vậy? Nãy giờ có ai đánh cái gì đâu mà đau? Không có, đau bụng. Bỏ thì thiệt tình luôn. Không có cái gì đâu không à. Ủa vậy là em hiểu lầm rồi hả? Hiểu lầm chứ cái gì nữa. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có cái gì thì từ từ nói cho anh nghe. Tự nhiên khi không chưa biết cái gì nhảy dựng lên la anh tùm lum á. Thôi em xin lỗi mà, tại vì em lo cho hạnh phúc của gia đình mình chứ bộ. Ủa mà anh giấu quỷ đen ở đâu vậy? Dưới gối á. Ăn ngu quá, ăn xe vô. Vậy em vô gối em tìm. Đi. Tự nhiên ngu dữ vậy trời. Alo hả? Anh đi hả? Anh đi. Anh nè. Ờ. Có gì nói đi. Tao em có bầu hả? Thôi trời ơi, bầu. Yên tâm. Mấy cái này anh có kinh nghiệm lắm. Bầu cứ để anh lo. Trời. Chỉ mới vừa la anh vụ cái bầu mà sao anh đòi ăn bầu nữa ta? Là sao? Đồ đạc xong rồi. Công nhận cưới cũng mệt quá ha. Biết vậy khỏi làm đám cưới. À, ý tôi nói là biết vậy mình chuẩn bị một thời gian nó dài hơn để mình cưới cho nó đỡ mệt. Dạ, hy vọng là cuộc sống từ giờ về sau được chiếu cố. Không đâu, điều đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Chuyện sau này phải nhờ cậu Gia Linh nhiều. Chẳng phải mình là vợ chồng rồi hả? Gọi Linh ơi được rồi. À, Linh ơi. Cậu Khoa à. Cậu Khoa, sao mình vợ chồng mà. Cậu là bạn bè chứ. Đây là bạn bè mới gọi cậu. À, biết rồi. Ừ, phải gọi là phải gọi là Khoa ơi. Nó vẫn giống bạn. Phải Khoa ơi. À, anh yêu ơi. Em yêu à? Gọi này ngượng quá à. Ngượng quá à. Nhưng mà nó giống vợ chồng hơn. Giống nhờ. Em yêu à? Anh yêu ơi. Gọi nó sướng à. Người mệt quá, đang mệt mà cười nữa. Hôm ấy em yêu uống cái gì để anh đi lấy? À, dạ anh cho em bò húc đi. Mạnh thế, nước tăng lực luôn hả? À, còn anh thì sao? À, hôm nay anh hơi mệt, chắc anh uống một chai bia lạnh để anh đi lấy. Cái gì? Hả? Anh uống bia hả? Ừ đúng rồi, tại mệt anh hay uống bia lạnh cho nó khỏe người mà. Anh uống bia. Ừ. Nhưng mà trước khi cưới, chúng mình đã nhất quyết nói với nhau là sẽ không giấu một bí mật nào mà. Tại sao anh lại giấu em? Cái chuyện uống bia thì là chuyện bình thường mà. Thì là, cái đấy mà có gì đâu mà phải giấu. Anh uống bia
là anh cũng thích uống rượu. Không có hả? Là anh sẽ say. Mà khi say rồi anh sẽ không kiểm soát được, anh sẽ đi trên đường và anh sẽ bị tai nạn. Anh ơi. Sẽ chết. Trời ơi. Rồi em sẽ trở thành một quả phụ. Trời ơi. Không. Em ơi, bữa nay là đám cưới mà sao em vẽ ra cái viễn cảnh đám ma luôn vậy? Em ơi, bình tĩnh. Anh không uống bia nữa. Anh không động vào bia rượu dù chỉ một giọt. Thiệt không? Thật. Vậy là từ nay không còn bí mật nào nữa đúng không? Đúng. Hứa đi. Mình làm cái gì đi chứ vậy? Trên này chán quá. Đây, mình làm cái gì đi ha? Mình làm đi. Anh làm nha. Làm đi. 8 giờ có đá banh này. Mở coi. Cái gì? Trời hả? Nói gì? Ý là hai đứa ngồi này chán quá, anh mở đá banh coi á. Anh thích đá banh hả? Đúng rồi, anh thích đá banh lắm, anh cũng thích coi. Em đã không biết là anh thích đá banh. Thì cái chuyện đá banh là cái chuyện bình thường mà. Anh thích đá banh là anh mê cờ bạc. Ủa? Cờ bạc là bát thằng bự, là anh sẽ bán nhà, anh lấy tiền, anh cá độ, rồi em sẽ ra đường ngõ. Trời ơi em ơi. Anh chỉ coi đá banh thôi mà em làm sao mà em vẽ ra giống như tán ra bài sản vậy? Anh lại một bí mật nữa. Thôi được rồi. Anh ghét đá banh. Từ bây giờ anh không bao giờ anh coi nữa. Đây, anh tháo pin ra luôn. Không bao giờ coi đá banh nữa. Đây đây. Ném pin đi luôn. Nhá. Thiệt không? Thật. Vậy thì vui rồi. Anh hứa đi. Anh hứa anh không bao giờ coi đá banh nữa, không thích đá banh nữa. Không có một bí mật nào nữa đúng không? Không banh bóng gì nữa. Em hạnh phúc quá à. Ừ, anh cũng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm. Thế thôi, không có uống bia rồi cũng không đá banh gì hết. Anh đi tắm nha. Anh đi vô trước đi. Anh vào tắm trước nha. Đúng rồi. Cái gì vậy em? Anh mặc quần câu. Em đã không biết điều đó. Tại sao trước khi cưới anh không nói? Thằng nào mà chẳng mặc quần con. Không mặc là mất ổn định lắm đấy. Em không ngờ anh là người như vậy. Anh lại giấu em. Cái chuyện đó là cái chuyện mà ai chẳng biết mà. Sao anh làm sao anh giấu em được chứ? Tình yêu bây giờ mong manh quá. Kết thúc thật rồi. Kết thúc là sao? Trời ơi em vô lý vừa thôi chứ. Thôi được rồi, anh mặc quần dài vào đây này. Anh không đi tắm nữa, anh ngủ luôn. Tại sao anh mặc quần dài? Thì em không thích nhìn thấy mặc quần con. Thì anh nhìn anh mặc quần dài vào. Em làm sao nữa? Em lại phát hiện ra sự thật gì nữa hả? Anh mặc quần dài đi ngủ. Anh muốn đi ngủ trước. Anh đi ngủ một mình hả? Anh bỏ rơi em hả? Đó thấy chưa? Đây. Em bình tĩnh. Em bình tĩnh. Anh hiểu rồi. Đừng khóc nữa. Anh hiểu gì? Thật sự là đám cưới là một cái quyết định
một cái sự kiện rất là lớn lao với được người phụ nữ. Anh không ngờ là vì đó mà em có một cái cú sốc lớn như thế này. Nhưng không sao hết, anh sẽ dẫn em tới bác sĩ giỏi nhất, anh sẽ chữa trị cho em yên tâm đi. Rồi từ từ rồi em sẽ trấn tĩnh lại, cuộc sống của em nó sẽ trở lại bình thường mà không còn bị như thế này nữa đâu, em yên tâm nha. Bị như thế này là bị gì? Thì đấy, bị hoảng loạn, bị đấy đấy. Bị điên phải không? Không phải điên đâu, em tỉnh táo lắm, không sao hết. Anh bị điên, em biết mà, em bị điên mà. Không có, trời ơi, đâu có đâu anh giận. Bây giờ em bị điên, anh còn thương em không? Anh thương em mà, anh sẽ chữa trị với em mà, không việc gì hết đâu. Trời ơi, nặng vậy luôn rồi hả? Đúng rồi, lúc khóc lúc cười là chuyện bình thường mà, tâm lý con người mà. Nãy giờ em đùa anh á. Là sao? Em chỉ muốn thử xem là anh thương em như thế nào thôi. Là... và em đã phát hiện ra là anh rất là thương em. Em xin là... lỗi anh. Thử hả? Ừ. Là nãy giờ là anh từ giờ là uống bia bình thường. Anh uống bao nhiêu cũng được, em uống chung với anh luôn. Coi đá banh ổn mà. Xà lan. Được mặc quần con. Anh mặc bao nhiêu quần cũng được. Nhưng mà hôm nay thì không nha. Trời ơi, ông. Trời, anh không ngờ em chơi lầy vậy luôn á.